Rồi em chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio yêu đồng hồ trên toàn quốc. Thì hôm nay em giới thiệu đến quý vị một con đồng hồ tạ khúc chân sao của Đức nha quý vị. Tạ khúc chân sao của Đức. Hai bên này, kính ở trên nó có tượng mấy ông thần, mấy ông chúa rất đẹp nhá. Vì con này là tuyệt đẹp luôn á, hay tạ khúc nha. Vì rút cái này ra thì rút cái này xuống được luôn ha, ở trên này có thể kéo ra được luôn nha. Vì đây kéo nguyên cái này luôn ha, kéo nguyên cái này để lắp con lắc à, vì lưu ý ha. Còn bên đây nó có cái khóa này, cái khóa này để mở cửa cái này ra ha, vì xoay kim. Cái này thì nó dùng chuông chén ha, ở trên nó có lịch trăng sao nha, vì một ngày thì nó sẽ xoay một nấc, có nghĩa là cái lịch trăng của mình là ngày nào đó thì nó nói chung là nó như lịch như vậy ha, một ngày nó xoay một nấc. Chuông chén nha quý vị, rất đẹp ha, mặt rất đẹp. Tàu biển đây, hình ngôi nhà đây, cái hoa văn. Con này thì con lắc thì nằm đây nha quý vị, chỗ này thì nó trống như vậy đây. Thì em nghĩ chắc ở đây nó có miếng kính mà về đây thì nó không còn, nhưng mà nói chung thì nó cũng ok. Thì quý vị nào thích thì cắt kính miếng kính ở trong, quý vị ốp ra ha. Rồi và con này thì giao lưu đến quý vị, tình trạng nó đẹp lắm quý vị, với mức giá là chỉ có 4,2 triệu thôi quý vị, 4,2 triệu em bao ship toàn quốc cho quý vị. Rồi em xin kết thúc video tại đây, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi, xin cảm ơn.